Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp touring đến từ thương hiệu BT Win là dòng Riverside. Thì các bác đã rất quen thuộc với dòng xe này rồi, một thương hiệu xe của Phần Lan và được sản xuất và sử dụng chủ yếu tại Pháp. Thì dòng này thì nó có 3 dòng chủ đạo, đó là đua là dòng Chiban này, đua dòng Chiban, địa hình là Rock Rider và touring thì nó là dòng Riverside các bác nhé. Thì hôm nay về chiếc xe đạp BT Win Riverside, model của nó là 500 các bác nhé. Đây, là một cái dạng xe touring có giảm sóc, bánh 700c, khung nhôm rất là đẹp. Và em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 7,2 triệu các bác nhé. Một chiếc xe cực kỳ là mới và siêu lướt luôn. Gần như là siêu lướt, các bác nhìn có thể nhìn trên hình ngoại hình tổng thể của xe. Hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Và cái tông màu xám tàn thuốc này là một cái tông màu và một cái màu sắc rất là hot trong năm nay các bác nhé. Rất nhiều người ưa chuộng cái màu này, màu xám tàn thuốc và được sơn nhám. Đó, rất là đẹp. Đó, thương hiệu BT Win, một thương hiệu của Phần Lan. Đó, đã rất là nổi tiếng và rất là đẳng cấp trên toàn thế giới rồi. Do là một chiếc xe touring nên là hãng sẽ sản xuất riêng về bộ chuyển động. Bộ chuyển động là BT Win sản xuất riêng luôn các bác nhé. Và cái bộ này bấm cực kỳ là mượt, các bác mua về và trải nghiệm thử cực kỳ là nhẹ nhàng và rất là mượt. Thì nó chỉ có một đĩa đạp thôi các bác nhé, không có gạt đĩa. Và cái lato chắn xích này nó là bằng nhôm luôn các bác nhé. Lato bằng nhôm và đây nó có một cái mấu để chặn chống tuột xích này. Thì bộ chuyển động này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng lít thôi nhé, cho xe có 9 tốc độ. Và chủ cũ họ cũng rất là cẩn thận, họ để một cái miếng sắt bảo vệ chống cong đề đây. Thì toàn bộ chiếc xe là nguyên zin hết 100% các bác nhé. Nguyên zin hết từ bê đan này, bê đan cũng là nguyên zin luôn các bác nhé. Bê đan, rồi chân chống, các bác có thể nhìn chữ BT Win này. Đó, nguyên zin hết 100% trên phần ghi đông của xe. Thì chiếc xe này được sử dụng dạng là cái loại ghi đông cong. Ghi đông cong giúp các bác lái xe nó tạo cái cảm giác lái cực kỳ tốt. Các bác mà đang sử dụng cái loại thẳng thì nếu mà có điều kiện thì lên thử nâng cấp sang dòng tay cong này, đi nó cảm giác lái rất là tốt. Và chuyển số của nó, tay bấm chuyển số cũng là nguyên zin luôn đúng không nhé, BT Win luôn. Đấy, phanh phanh đĩa nhưng mà là phanh cơ thôi, phanh đĩa cơ. Chúng ta sẽ vào bo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Thì xe này có cái size nó khá là lớn, nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m74-75 đến khoảng 1m70 đến 1m80 thì là phù hợp. Chuyển động rất mượt các bác nhé, 9 tầng lít.
Và em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp touring có giảm xóc đến từ thương hiệu BT Queen, model Riverside 500 đang được bán tại cửa hàng em Mỹ Quốc, giá thì là 7.200.000 bao ship toàn quốc, giá cả bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo em để ở trên màn hình 0975109943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.